Chào mừng các bác quay trở lại với kênh Điện Máy Việt Nhật. Và hôm nay em làm cái video này để giải đáp một số cái thắc mắc từ một số bác thợ, cũng như là một số cái yêu cầu từ một số bác, là yêu cầu là em so sánh giữa cái dòng bóng LED siêu sáng và cái dòng bóng siêu sáng. Đó, các bác nghe rõ nhé, LED siêu sáng và bóng siêu sáng của máy cân bằng laser. Đó, từ cái dòng máy Habeco này. Đó, cũng được các bác đón nhận rất là tích cực. Còn một số bác thì là còn đang phân vân liệu là cái bóng siêu sáng này nó có sáng bằng cái dòng bóng LED siêu sáng hay không. Thì hôm nay em sẽ làm cái video test luôn và so sánh luôn giữa hai cái dòng bóng đấy, xem là cái độ sáng của nó như thế nào các bác nhé. Ok, trước khi vào cái video chính thì em giới thiệu lại một chút về cái dòng sản phẩm máy siêu sáng, bóng sử dụng bóng siêu sáng của công ty Habeco của bên em. Thì đây, máy thì nó sẽ đi kèm theo một số cái phụ kiện, chẳng hạn như là chân bình thường nó sẽ là chân nhôm, nhưng cái dòng máy Habeco này người ta sẽ tặng cho các bác đó chính là một cái chân inox. Đó, chân inox 1m2 các bác nhé. Đó, trên cái những cái khóa của nó đây các bác cũng có thể thấy đây, khóa của nó rất là, làm kiểu này nó rất là bền luôn, nó không bị gãy những cái móc khóa này này. Rồi cái inox này, đó, cái chân inox này thì là nó sẽ bền với thời gian, các bác càng dùng thì nó sẽ càng sáng thôi, nó không bị rỉ sét giống như là một cái dòng mà chân nó làm bằng sắt, đúng không ạ? Ở dưới chân đế này thì là nó là cao su, nó được bọc cao su này. Đó, nó chúng ta có thể điều chỉnh được, để ví dụ các cái mặt phẳng của chúng ta nó bị gồ ghề, chúng ta có thể điều chỉnh, và nó ở trên cái sàn nhà nó trơn thì nó có cao su này, nó sẽ không bị trượt các bác nhé. Đó, tặng kèm là chân inox luôn. Rồi, ok. Thì là em bỏ cái này xuống. Tiếp theo thì nó sẽ được tặng một cái hộp nhôm đây. Đó, hộp nhôm thì nó khá là chắc chắn luôn, là cũng có tên của công ty Habeco này. Đó, các cái bốn cái góc của nó đây, những góc xung quanh này thì nó được bo bằng những cái miếng gọi là miếng nhựa đây. Đó, miếng nhựa này bo vào đây. Đó, và em thấy cái hộp này thì nó cũng khá là đẹp luôn, đúng không ạ? Rất chắc chắn và đẹp. Đó, hộp nhôm luôn các bác nhé. Rồi, chúng ta lại bỏ xuống này. Rồi, kính này thì là máy nào có rồi. Rồi, một cái điều khiển từ xa, cái remote điều khiển từ xa này, nó cũng gồm có VH và AUX là giữ tia đứng và tia ngang. Và cũng có thể là chúng ta sản phẩm này thì nó có thể là tăng giảm cường độ ánh sáng được, để chúng ta làm trong nhà hoặc ngoài trời. Làm ngoài trời chúng ta tăng ánh sáng lên để cho nó sáng, chúng ta làm dựng cột, lấy cốt nền hoặc là cốt nền hoặc là lên tường chẳng hạn. Đó, và trong nhà chúng ta muốn lắp nền mà muốn cho tia nó mảnh lại thì chúng ta có thể giảm bớt ánh sáng đi cho tia nó mảnh lại để chúng ta làm các bác nhé. Rồi, một cái cục sạc đấy, một cái cục sạc thì sạc này là sạc tự động nhé. Đấy, khi chúng ta sạc thì nó sẽ báo đỏ này, khi đầy thì nó tự động ngắt và chuyển sang xanh, đó, để cho đỡ bị cháy pin. Rồi, ok, tiếp theo là nó sẽ tặng cho các bác là hai viên pin Habeco, và hai pin này thì là pin dung lượng có đồng hồ. Đó, trên này nó sẽ có đồng hồ báo pin phần trăm, hiển thị phần trăm để các bác biết được lúc nào hết pin chúng ta chủ động sạc các bác nhé. Pin của nó là pin 8000, các bác cắm trực tiếp tiếp sạc vào đây. Đó, chúng ta cắm trực tiếp sạc vào đây, chúng ta sạc các bác nhé. Đó, hai viên thì rất là chủ động luôn. À, chúng ta biết lúc nào hết là chúng ta cắm sạc vào. Đó, vì chưa gieo trước thì em cũng đã làm rất là chi tiết rồi, thì hôm nay em cũng chỉ làm sơ sơ thôi. Đó, để cho một số bác nào còn chưa hiểu. Đây nhé, đó, máy đây, máy thì trên này nó sẽ có một cái la bàn này, bóng sử dụng cái dòng bóng siêu sáng này, dòng bóng siêu sáng chứ nó không phải là bóng thường đâu các bác nhé, nó là bóng siêu sáng. Chút nữa thì em sẽ test và so sánh giữa dòng bóng LED siêu sáng và bóng siêu sáng nó như thế nào. Đây, máy Habeco nó cũng sẽ có tia rọi tâm ở dưới đây các bác nhé. Đó, máy thì đây khá là đẹp luôn và chắc chắn luôn, phối giữa màu đỏ mận và màu ghi nhé. Đó, đây cái vòng sắt này thì là nó cái vòng này, vòng chia số này đây. Đó, thì nó cũng được khắc laser trực tiếp này. Rồi, đây, rồi chúng ta bật máy lên này, hiển thị đồng hồ đây là như thế nào thì đây các bác xem đây, đây hiển thị đồng hồ đây nhé. Đó, hiển thị đồng hồ luôn, là nó sẽ có phần trăm đây, các bạn nhìn rõ chưa? Đó, có phần trăm báo pin này, để chúng ta chủ động luôn. Rồi, con máy này thì nó sẽ tự động cân bằng trong phạm vi cho phép. Đó, ví dụ là chúng ta chẳng hạn như là ở trên cái mặt mà nó bị hơi nghiêng một chút, mà trong cái phạm vi cho phép thì nó sẽ và tự động cân bằng, và nó khi nó vượt quá rồi thì máy nó sẽ báo để cho chúng ta biết được là máy đã, là đang không được chính xác nhé. Rồi, ok. Đây, bây giờ hôm nay thì em sẽ so sánh con Habeco này với lại con Bimin của bên em. Đó, sản phẩm Bimin này thì nó sẽ sử dụng cái dòng bóng LED siêu sáng.
Bim Bim này sử dụng dòng bóng led siêu sáng các bác nhé. Đó, và còn Habeco này sử dụng cái dòng bóng siêu sáng. Đó, rồi bây giờ thì các bác hay hỏi là thế liệu là bóng siêu sáng với bóng led siêu sáng thì con nào sáng hơn, thì đây ok chúng ta bật luôn trong nhà đây chúng ta xem nhé. Đầu tiên đây là con Bim Bim này. Đó, rồi các bác thấy chưa. Tiếp theo em sẽ bật cái con Habeco lên này. Đó, các bác thấy chưa, đó nhìn sáng chưa, ok chưa, nó siêu sáng và led siêu sáng. Đó, tại vì nhìn một số bác thì cũng nghĩ bảo không biết là con này nó có sáng hay không. Đó, đúng không ạ. Thế hôm nay đã các bác là yêu cầu bảo là và em làm một cái video test giữa cái bóng led siêu sáng và bóng siêu sáng xem nó thế nào, thì hôm nay này test luôn đấy các bác thấy nhá. Đó, con màu xanh lá cây và màu xanh dương. Đó, con Habeco nó sẽ là màu xanh lá cây kia. Đó, và con Bim Bim nó sẽ là màu xanh dương. Rồi ok, và cái em nói về cái giá của cái con Habeco một chút cho các bác nào còn chưa biết nhá. Giá của nó là 1.850.000, bao ship và bảo hành 12 tháng các bác nhé. Đó, bảo hành 12 tháng luôn, và bảo hành bên em thì sẽ là có ship đến tận nơi mang máy đi xử lý cho các bác nếu có vấn đề gì, và bên em sẽ bảo hành bằng cái số điện thoại nên các bác an tâm, không cần phải giữ lại giấy tờ, bất cứ một giấy tờ gì cả, tại vì giấy tờ thì các bác em biết là các bác cũng không giữ được đâu, nên là chúng ta sẽ bảo hành bằng cái số điện thoại của chúng ta cho nó ok. Rồi đấy, thì đây là con Habeco giá 1.850.000, bao ship đến nơi các bác kiểm tra và thanh toán. Và bây giờ thì chúng ta sẽ ra ngoài luôn, chúng ta test sản phẩm, hai sản phẩm này ở ngoài trời xem con nào nó sáng hơn các bác nhé, hay là lấy độ sáng nó bằng nhau, thì các bác hãy chờ em nhé, chúng ta cùng nhau di chuyển ra ngoài nào. Ok các bác nhé, bây giờ thì em di chuyển máy ra ngoài rồi. Đây chúng ta có thể thấy đây, hai dòng máy là Habeco và dòng Bim Bim. Habeco thì sử dụng dòng bóng siêu sáng, Bim Bim sử dụng dòng bóng led siêu sáng. Đây chúng ta có thể thấy tia của nó ngoài trời đây. Đó, đây nhá, tia phía dưới nó của con Bim Bim là con dòng bóng led siêu sáng. Còn phía trên đấy, bóng xanh lá cây kia thì nó sẽ là của con Habeco. Các bác thấy ở ngoài trời đây, tia của nó cũng nói chung là cũng khá là mạnh, đúng không? Sáng thì em thấy hai con là hiện tại đang bằng nhau đây. Và bây giờ thì em sẽ di chuyển cho nó ra xa hơn một chút nhé. Đó, đây chúng ta có thể nhìn vào trong phía trước đây. Đó, các bác cũng thấy đúng không? Hai con đây bây giờ nó vẫn là sáng ngang nhau với khoảng cách khoảng tầm 8m này. Với khoảng cách khoảng 8 mét ở ngoài trời các bác nhé. Đấy, ở giữa bóng siêu sáng và bóng led siêu sáng thì các bác thấy nó cũng không khác gì nhau đâu nhé, độ sáng thì nó tương đương nhau. Đấy, hiện nay thì tất cả các cái dòng máy laser, dòng máy cân bằng laser đấy, thì đa số người ta sẽ sử dụng dòng bóng siêu sáng và bóng led siêu sáng để đáp ứng cho công việc đáp ứng cho công việc, phù hợp với công việc của các bác khi chúng ta làm ngoài trời cũng như trong nhà. Bây giờ thì em sẽ di chuyển máy ra xa khoảng cách tầm 30-40 mét xem nó thế nào nhé. Đấy, với khoảng cách xa thì em thấy hai đây, hai máy đây. Đấy nhá, khoảng cách này nó rơi khoảng tầm nếu mà thực ra thực tế chúng ta lấy tia ngang ấy, tất cả các dòng máy thì nó không thể nào qua được khoảng 15 mét đâu. Đó, còn chúng ta lấy cái tâm tròn ấy, cái tâm tròn thì 3 4 50 mét là chuyện bình thường các bác nhé. Với các cái dòng bóng led siêu sáng bây giờ. Đó. Đây chúng ta cũng có thể nhìn thấy tia của nó chứ đang nằm trên tường đây. Đấy, và với cái khoảng cách này hiện tại em đang để là nó khoảng tầm 35 mét. Đấy, thì tia của nó cũng vẫn khá là sáng nhé, tia ngang luôn đấy ạ. Còn nếu mà chúng ta muốn lấy cái tâm thì chúng ta có thể khoảng cách ra nó xa hơn 40-50 mét là chuyện bình thường. Đấy, với các cái dòng bóng mà sử dụng cái dòng bóng led siêu sáng. Ở đây chúng ta có thể thấy ở trên tường đây thì chúng ta vẫn có thể nhìn thấy nhé. Đó, ok chưa. Đó,
Tóm lại một điều thì là giữa cái dòng bóng LED siêu sáng và dòng bóng siêu sáng thì cái chất lượng của hai cái dòng bóng này theo em đánh giá thì nó là ngang nhau, không khác gì đâu các bác nhé. Còn về máy giữa hai dòng máy này thì nó sẽ có những cái cấu tạo cũng như là chất lượng máy thì nó sẽ phải khác nhau rồi, đúng không? Một con thì là 1.850.000 và một con thì nó chỉ có là 1.000.000 thôi, thì tất nhiên là nó phải khác nhau rồi. Đấy, chất lượng bóng thì sau này cũng không biết được. Đấy, nhưng mà bây giờ tóm lại là hai con này thì hiện tại nếu mà nói về độ sáng thì nó sẽ là ngang nhau. Ok, đấy, các bạn nào quan tâm đến dòng máy Habeco của bên em thì vui lòng liên hệ em qua số điện thoại 0982051388 để em hỗ trợ tư vấn thêm cho các bác nhé. Vâng, cảm ơn các bác rất là nhiều đã xem video của em. Nhớ cho em một lượt đăng ký kênh nhé để em có thể ra nhiều video hơn. Cảm ơn các bác rất là nhiều.